Bây giờ đầu tiên nhất, chúng ta phải hiểu là áp lực nội trợ là cái gì chứ ta. Tức là gì? Tức là cái mặt trợ chúng ta ở người lớn là cái mặt trợ chính. Mặt chính xung quanh là mặt chính hết, phía trước, phía sau, hai bên là mặt chính. Và không thể co giãn được. Giống như mình nói, giống như cái gì cô vậy đó. Nhưng mà cái từ đó mình có thể dễ bị dài nha. Mặt thì em bé phải coi giãn được rất tốt à, cái tất cả nó chưa biết nhau không giãn ra coi luôn được. Chính vì thế sao? Người phụ nữ cái thắt mặt em bé qua đường đảm bảo. Cái đầu nó rất lớn nhưng mà sao? À, nó tự động nó chồng lên nhau, nó trượt lên nhau, từ đó nó đi ra được cái đầu. Vậy thì ở mặt thợ người lớn khác ở chỗ đó, tức là cái khớp xương nó đã hàng chính với nhau đó. Thế thì thể tích học trò không thể thay đổi được, nhưng bên trong có cái gì? 85% là cái tổ chức não. Não có giãn được không? Não tương tự như đầu hũ vậy đó. Bạn nào mà đi ăn đầu hũ á, đi chan đầu hũ cũng khác cái gì nữa, màu cũng giống luôn. Và bạn nào bán não heo á, đi chan gì đó, không hiểu chan não heo gì đó, người không mua người heo thôi. Vậy thì 85% là tổ chức não, và não cũng đàn hồi, nhưng mà mức độ đàn hồi rất ít, à, đàn hồi nhẹ nhẹ thôi, bớt nhẹ nhẹ thôi, nhưng bớt nhiều quá nó bật bể luôn, cái tổ nó tử đấy, bớt nhẹ, nhiều quá nó bể luôn, nó tạo nên bệnh tật não. Chúng ta có còn 15% còn lại thì chúng ta có 10% là máu, cần có máu, động mạch đi lên, máu tĩnh mạch đi về. Máu động mạch nằm trong các lòng động mạch, còn máu tĩnh mạch nằm trong các con tĩnh mạch. Còn 5% còn lại chính là dịch não tủy. Dịch não tủy nó được tiết ra từ đâu? Từ đám rối mạch màng của não thứ ba, không có não thứ bên, sau đó nó quay lên lỗ gan cao thấp, sau đó nó đi xuống não thứ bên bên đây này, à, nó tiến ra hai bên đây, nó đi xuống não thứ ba, xuống não thứ tư, xuống tổng não, đi xuống thị sống, và còn lại thì nó thu được các hạt màng nhọn, một ngày tiến ra nửa lít, tiến ra bao nhiêu thì nó hấp thu ra ngoài các cái gì. Vậy thì ba cái thành phần nhu mô não, mạch máu não hay là máu não đó và dịch não tủy nó sẽ thay đổi. Ba cái này nó thay đổi và nó thay đổi như thế nào? Thằng này tăng thì kia giảm, này giảm thì kia tăng. Để khi để cho cái học trò của mình thể tích không thay đổi, cứ định ba cái không có đó và lúc nào cũng duy trì một áp lực bình thường là từ khoảng 10 đến từ 5 cm nước. Tức là cái sách nó ghi nha, có sách thì ghi là từ 8 cho đến 12, cái sách từ 10, 15. Anh lấy cái cam với 15. Vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng tóm lại áp lực nội trợ là gì? Là một áp lực mà nó gây ra bởi nhu mô não này, mạch máu này, việc não tủy này, nó dồn lên trên cái hoạt trợ, à, nó tác động vào trong cái hoạt trợ, đó là áp lực bên trong cái hoạt trợ chúng ta. Bây giờ cái đầu chúng ta bình thường thế này, tự nhiên mang một lỗ, mang một lỗ nhỏ thôi, thì từ từ cái não bị đẩy ra ngoài, não nó sẽ bị đẩy ra ngoài, trong một lỗ nó có áp lực nó đẩy ra đẩy ra ngoài, à, đó gọi là áp lực nội trợ. Và chúng ta đo được nó, và chỉ số bình thường của nó thì cơ sách là 8-12, cơ sách là 10-15. Vậy thì hôm nay chúng ta học là học hội chứng tăng áp lực nội trợ, tức là gì? Khi cái áp lực nội trợ trong mặt trợ chúng ta nó trên 12 hoặc trên 15, nó gây ra những gì? Các nguyên nhân nào gây tăng áp lực nội trợ đây? Hệ tích mặt trợ thì luôn hàng định, và trong mặt trợ thì chứa ba cái cấu trúc. Vậy thì cái nguyên nhân thứ nhất
là do nhu mô não. Bây giờ nhu mô não, giả sử nhu mô não nó sẽ hiện tượng phù não, tức là nó tăng cái tích lên, vậy thì nó sẽ gây tăng được mạch thở. Phù não vậy có nhiều lý do nữa, ví dụ như bây giờ té chấn động giật não như phù não, bệnh nhân bị nhồi máu não cũng gây phù não, bệnh nhân bị hạ năng tim máu cũng gây phù não. Nói chung mình quy là bệnh nhân tăng thể tích nhu mô não. Bây giờ cái nguyên nhân thứ hai là bệnh nhân tăng thể tích lượng máu não. Ví dụ như bệnh nhân xuất huyết não, máu bây giờ nó lên não rồi, nó không nằm trong mạch máu nữa, mà lúc đó nó bị vỡ ra, nó chảy ra bên ngoài. Thay vì nó lên máu não, nó hơi cực mạch nó về, giờ nó về không được nữa, nó xuất huyết, nó nằm trong nhu mô luôn. Chính vì thế nó tăng cái thể tích lượng máu lên. Nhưng tăng huyết áp nè, tăng huyết áp nó tăng áp lực, tăng cái lượng máu lên não cũng như tăng áp lực nè. Nguyên thứ ba là tăng cái lượng dịch nội tủy, tức là đáp ứng mạch mạc nó nằm bên hai bên một ngày một tiếng cho nội tích, bây giờ nó bị vấn đề gì đó tiết ra tới một lít và tăng cái lượng dịch nội tủy. Hoặc là gì, bây giờ dịch nội tủy thường tiết ra nửa lít, nó hấp thu vô, đã nói nó hấp thu vô đâu cống não các hàng màng nhện, bây giờ nó bị tắc chỗ cống não, tắc các hàng màng nhện thì nó tiết ra được, nhưng mà nó không hấp thu được thì nó cũng tăng cái chất dịch não tủy và gây tăng được mạch thở. Vậy thì các nguyên nhân của nó, một là phù não, hai là tăng thể tích máu não, ba là tăng thể tích hoặc là ứ động dịch não tủy hay là tắc dịch não tủy, thì các nguyên nhân đó, các nhóm nguyên nhân nó gây ra tăng áp lực mạch thở. Thì tóm lại hiểu rất là đơn giản, một cái thành phần nào trong ba thành phần não, mạch máu và dịch não tủy mà tăng lên sẽ làm tăng áp lực mạch thở. Vậy thì khi nó tăng như vậy nó sẽ gây ra những chứng gì? Những chứng hàng đầu chính là đau đầu. Khi áp lực mạch thở tăng trên 15 trong cái giấy nước, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện đau đầu. Tại sao? Áp lực bên trong nó ép lên cái màng não, màng não khắp nơi luôn, màng não thì nó bao phủ bên ngoài não. Khi áp lực nó tăng, nó kích thích cái màng não gây đau đầu và bệnh nhân đau rất dữ dội. Đau đầu này là đau đầu tăng cái nhiệt mạch, tức là mỗi lần mà tim bớt máu lên thì nó làm tăng lượng máu lên cái nữa, mà nó gây ra một cái cơn đau nhói một cái trên cái nền âm ỉ. Cơ thể chúng ta trong đầu quá nhiều thứ rồi, chúng ta phải nôn bớt dịch ra, nôn bớt dịch ra để chi? Giảm thể tích tuần hoàn, giảm thể tích lượng dịch não tủy, thì để sao? Hy vọng là giảm được áp lực nội thở, hy vọng là giảm được cái thành phần máu và dịch não tủy trong nội thở đó, thì phản xạ của cơ thể chúng ta là nôn máu, nôn bọt luôn, không chịu nôn ra hết. Nhưng thực tế nó hầu như không có ý nghĩa để giảm lượng máu hay dịch não tủy đâu, mà đó chỉ là cái phản xạ của cơ thể ta. Giống như khi ta sốt ta giảm mạch, ta làm gì đâu, ta co mạch lại. Nên thực sự ra sốt mà nó giảm mạch chúng ta vẫn sốt, chứ không thể nào mà giảm mạch ra nó hết tự nó sốt được. Vậy thì đó chỉ là cái phản xạ của cơ thể ta, khi nó thấy vậy nó phản xạ ra nguyên nhân gây ra nó dẫn dậy trong thay đổi được. Vậy thì triệu chứng đầu tiên là đau đầu, và sau cái đau đầu sẽ là nôn ói, là một phản xạ của cơ thể sẽ làm giảm cái lượng dịch, làm giảm cái mục đích là làm giảm cái lưu lượng tuần hoàn, làm giảm lượng dịch não tủy, nhưng thực tế thì không thể giảm được. Và triệu chứng thứ ba đó là giảm di dân, lúc này áp lực hơi thở đã tăng lên rất cao rồi thì mình nên giảm di giác. Thế thì giảm di giác nó lại phân ra là nhiều mức độ, bệnh nhân lơ mơ, bệnh nhân hôn mê, bệnh nhân
lời đời vừa là tính. Thế thì chúng ta dựa vào một cái hai điểm để chúng ta biết được bệnh nhân này ở mức độ nào, như là hai điểm tách gô. Ta áp lực nói sợ, nó gây ra những gì? Đau đầu. Cái đó là những thứ nó nói. Cái đó là giảm vị giác của chúng ta học. Đây, đây, hai điểm này chúng ta biết là bệnh nhân giảm vị giác như thế nào. Tiếp đó nó gây ra một cái triệu chứng nữa là gì? Kêu là dấu thần kinh khu trú. Dấu thần kinh khu trú tức là gì? Tức là khi chúng ta thấy được cái dấu này, dấu hiệu này, chúng ta sẽ khu trú được bệnh nhân tổn thương nó bắt đầu bên này, gọi là dấu thần kinh khu trú. Anh ví dụ như bạn này bị một cái máu tụ ngoài lồng ngực bắt đầu bên phải, nó sẽ chèn ép vô đây số 3 bên đây. Thì cái dấu đầu tiên là bệnh nhân giãn đồng tử bên phải. Mà giãn đồng tử ra thấy được bệnh nhân giãn đồng tử bên phải. Vậy thì bên phải chúng ta áp bệnh nhân, chúng ta mở đồng tử bên phải ra, chúng ta coi cái giãn bên trái thì bình thường. Vậy thì bệnh nhân này có vấn đề giãn đồng tử bên phải. Đó là cái dấu đầu tiên nha, là giãn đồng tử của nhân viên buôn đốt. Cái thứ hai là yếu liền nửa người. Tức là khi mình đang kích thích đau, ta sẽ thấy bệnh nhân ngoan ngoan ở bên, còn nửa bên kia ru rồi. Vậy thì coi chừng bệnh nhân tổn thương bán cầu não đổi bên, đồng tử thì tổn thương cùng bên, nhưng mà yếu đến người là tổn thương đổi bên. Vậy nhắc lại dấu hiệu thứ tư là tiếp theo là dấu hiệu không đúng. Dấu này có nghĩa là khi ta phát hiện dấu hiệu này, tức là bệnh nhân có tổn thương ở trên não, nếu ta khám ta thấy được giãn đồng tử bên nào thì tổn thương não cùng bên đó, còn nếu yếu liền nửa người bên nào thì tổn thương não đối diện bên đó. Tức là lúc này bệnh nhân, nếu bệnh nhân giãn đồng tử và những người bệnh nhân nó rơi vào trạng hôn mê, không còn lên thôi. Cái mức độ áp lực mà sợ nó tăng quá mức ở một bên nào đó rồi, nó gây chèn ép cái vấn đề thần kinh, chèn ép não, chèn ép cái vùng cảnh vận động, rồi cái đó bệnh nhân không thể nào vận động được từ bên kia nữa, rồi bệnh nhân chèn ép liền đi số 3 cùng bên giãn đồng tử. Tiếp theo một dấu hiệu kế tiếp là gì? Bệnh nhân sẽ xảy ra một cái hội chứng gọi là tam chứng kết sinh, gồm có ba vấn đề: một, mạch chậm, huyết áp tăng và bệnh nhân rối loạn nhịp thở. Tại sao mạch chậm? Tại vì áp lực nội sọ nó rất là cao rồi. Do đó gì? Để mà bơm máu lên trên não thì nó cần thời gian lâu hơn, làm cho mạch chậm. Huyết áp tăng tại sao? Tại vì cũng cho áp lực rất cao, do đó là muốn bơm máu lên não tiêm cho dùng một bớt rất mạnh làm huyết áp tăng. Ở bệnh nhân rối loạn nhịp thở là tại sao? Chúng ta biết khi bệnh nhân thở nhanh thì chứng tỏ là não đang thiếu oxy. Nếu bệnh nhân thở chậm, chứng tỏ là não đang dư oxy. Vậy thì tùy theo cái não như thế nào mà bệnh nhân sẽ thở nhanh hoặc thở chậm, hay gọi nó gọi là rối loạn nhịp thở đó. Chứ không có thở nhanh hoặc thở chậm đơn thuần. Anh ví dụ nè, nếu bệnh nhân mà thiếu oxy não thì sao? Thì ta phải thở nhanh rồi anh đi đặng cung cấp oxy lên trên não, nhưng mà khi ta thở nhanh quá hoặc là thở mũi nhiều quá, cái oxy nó lên não nhiều quá thì sao? Thì mạch máu não nó sẽ co lại. Tại vì nhiều quá chúng ta ngồi lọc oxy mà máu não nó sẽ co lại và nó làm giảm tới máu não, chính vì thế làm cho cái nhịp thở phải chậm lại để giảm cung cấp oxy. Đó là thứ tư, thứ năm chúng ta cần nhớ tăng cái oxy. Một cái tài vấn đề đó là mạch chậm, cái áp tăng đó là nhịp thở. Qua cái giai đoạn tăng cung cấp oxy này luôn, nó sẽ xảy ra một cái giai đoạn cuối cùng của tăng cung cấp oxy, thoát vị não. Giai đoạn này sẽ là giai đoạn tụt não, và bệnh nhân lúc đó mạch không còn chậm, áp không còn tăng nữa, mà là mạch sẽ nhanh, huyết áp
vô số bệnh nhân sốt cao và từ từ ngưng tim ra đi. Em tổng kết lại, hồi chứng sao mà nó sợ, có chỉ có 5 vấn đề thôi. Hồi chứng này nó bao gồm cái chứng gì? Một, đau đầu. Tiếp theo, nôn mửa. Tiếp theo, giảm tim đập. Cái đó nữa, bệnh nhân có biểu hiện dấu tinh khu trú và có giảm hồng tử của chúng tôi người. Cái đó là biểu hiện rất xin, tăng tính bệnh tim, mặt chạm với cái đau đầu mở. Và theo thứ tự, bệnh nhân sẽ nặng dần theo thứ tự đó. Chúng ta khám cái cho não, mục đích là để khám bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ hay không. Và nếu tăng áp lực nội sọ thì ở giai đoạn nào? Vậy thì khám cái cho não thật sự chính là khám bệnh nhân, cái khám cái dấu hiệu tăng áp lực nội sọ. Ví dụ như bệnh nhân đau đầu thì khám không? Đau đầu thì khám không? Nó có khám hỏi thôi, hỏi đau đầu không, nôn ói thần khám không, nhìn mà biết rồi đúng không, nhìn tao ói kìa, thấy tao ói rồi lại được khám thấy ói không. Vậy thì đau hai cái dấu hiệu đầu tiên là đau đầu nó nói hầu như không khác, chỉ hỏi chỉ nhìn là quan sát. Cái thứ ba để mà khám nhận cho não là tri giác. Vậy chúng ta phải khám thì nó vô. Vậy phải luyện thì nó trôi nha. Để biết được bệnh nhân này tỉnh hay mê là không mê. Tiếp theo, dấu hiệu không đúng khám không? Phải khám để đồng tử ra coi đèn vô mới biết được. Đấy thì chúng ta chú ý những cái gì, cái cuối cùng mà nó mới biết thì mạch huyết áp mạch chậm mà mạch chậm huyết áp tăng có gì bảo là bắt buộc vào cái khám rồi. Mà chậm thì bắt mạch, huyết áp tăng thì đổi gác, nhịp thở thì tính điểm. Cái đó thì quá đơn giản. Để chúng ta chỉ tăng tăng chỗ nào? Ở hai chỗ. Một là vấn đề về tác vô, hai là vấn đề về dân dụng phục vụ. Vậy thì khám cái gương mà não chung quy lại khám hai vấn đề đó. Một là tác vô, và hai là khám dân dụng phục vụ. Hết rồi, năm giai đoạn